Quyền Linh hỗ trợ thợ điện nước nhút nhát chinh phục mẹ đơn thân xinh đẹp. Ngọc Ý được Quyền Linh giúp sức thành công chinh phục mẹ đơn thân. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 1049 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai khách mời ở độ tuổi U50. Đàn trai là Nguyễn Ngọc Ý, 46 tuổi, thợ điện nước, sinh sống tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Ghép đôi với Ngọc Ý là Lê Thị Tươi, 45 tuổi, kinh doanh quán karaoke tại Bình Phước. Trò chuyện với Quyền Linh, Ngọc Ý tự nhận bản thân khá ít nói, nhút nhát khi đứng trước đám đông. Anh tâm sự trước đây từng có cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm và đã ly hôn cách đây 2 năm. Hai con của Ngọc Ý đều sống cùng mẹ. Khi hỏi về nguyên nhân đổ vỡ, anh tâm sự, để trước đây vợ chồng có cự cãi về chuyện làm ăn, vợ đòi ly dị. Tôi đã cố gắng hàn gắn nhưng không được. Ngọc Ý từng có cuộc hôn nhân gắn bó suốt 20 năm. Về phía Lê Thị Tươi, cô tâm sự chồng bị tai nạn qua đời. Gần 20 năm qua, cô dồn hết tâm sức để nuôi hai con khôn lớn nên không nghĩ đến chuyện tình cảm riêng. Người phụ nữ nói giờ các con đã trưởng thành, cô muốn tìm người bầu bạn, chia sẻ buồn vui tuổi xế chiều. Khi cô tham gia chương trình hẹn hò, con trai lớn cũng đến để ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc mới. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, mẹ đơn thân tâm sự cô cần người đàn ông mạnh mẽ, có bờ vai vững chắc để làm chỗ dựa. Về cuộc sống, tôi đủ khả năng để lo được, cũng không cần phải lo cho con bởi tôi có khả năng lo, để cô nói thêm. Còn với Ngọc Ý, anh thích người vui vẻ, hiền lành, chung thủy là được. Sau khi chồng qua đời, Lê Thị Tươi làm mẹ đơn thân gần 20 năm qua. Thời khắc mở rào, Lê Thị Tươi và Ngọc Ý được trực tiếp gặp mặt, trò chuyện với nhau. Người đàn ông U50 tỏ ra vô cùng bối rối không nói nên lời khiến cả trường quay bật cười. Quyền Linh liền lên tiếng nói đỡ, vậy đàn ông nhát quá cũng tội nghiệp nhưng đây cũng là người an toàn nha. Lúc này, mẹ đơn thân mở đầu cuộc trò chuyện, cô hỏi đàn trai có thể đi đến nơi khác sinh sống được hay không. Đáp lại, Ngọc Ý cho biết nếu cả hai có duyên đến với nhau thì anh sẵn sàng. Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh và Ngọc Lan hỗ trợ rất nhiều cho đàn trai. Nam MC cho rằng Ngọc Ý là thợ điện nước thì đi đến đâu cũng có thể làm việc được. Ngọc Lan cũng tính giúp đàn trai chuyện hẹn hò sau chương trình. Nhận thấy nhà trai đang run, hai MC động viên mạnh mẽ hơn, gợi ý cho anh đến cầm tay Lê Thị Tươi. Khi nắm tay nhau, Ngọc Ý bày tỏ, tớ anh thấy em xinh xắn, vượt lên cả mong đợi của anh. Nếu mình đến với nhau, anh sẽ chăm sóc, lo cho em chặng đường còn lại. Đi làm được bao nhiêu tiền anh sẽ về đưa cho em giữ hết. Sự thành thật của Ngọc Ý đã thành công chinh phục được trái tim của Lê Thị Tươi. Sau khi trò chuyện, cặp đôi đã nhanh chóng bấm nút hẹn hò, chính thức trở thành một đôi. Khi gửi lời chúc phúc, Quyền Linh cũng nhắn nhủ Ngọc Ý cần nỗ lực hơn nữa để chinh phục tình yêu dành cho mình và mong cả hai sớm về chung một nhà.